thì thầy đọc thì cái tiếng nó cũng không có được thảnh thoát. Vì xin kính thưa quý vị, hôm nay cũng như là nói đời rồi am qua đạo, nghệ sĩ già rồi mà, nhưng vậy mà có nhiều người ta thích như vậy đó. Nghệ sĩ trẻ bây giờ thì quá nhiều, nhưng mà bây giờ thì để nhượng lại cho Ngọc Sương, thầy sẽ nói mấy câu. Thầy mượn xác tái hồi trở lại, bằng thi thơ giáo lý dạy trò, ráng học hành đèn sách chăm lo. Nếu chán nản cho đó bị mất, người học đạo không còn không mất, dù tiền muôn vật chất đầy tràn, hãy gặp điều khắc ẩn đừng than, cố gắng việc cho tan tham vọng. Trò học đạo không nên mơ mộng, tùy căn duyên nhanh chóng lẹ làng, dập tắt lòng đừng có thở than. Nghiệp chướng nữa còn mang tội lỗi, thầy giải bảo trò nên sám hối, ngồi đứng đi sớm tối kiên trì, luận đau đời thầy luôn nghĩ si, bài bổn khó không trung muốn, bài bổn khó không truy muốn trốn, công trời biển lời thầy hao tổn, khó để răng trò đạt tiếng trường, hỏi lòng nào chẳng chút mến thương, không học phô trương hình thức, đời mát hạ khó tu vượt bực, không an vui muốn bức, không an vui muốn nóng nực đốt người. Lớp gia đình của cải không dư, mang bệnh tật từ từ bị hoài, mùa tiết đổi trồng cây không trái, bị mưa tuôn nắng hạn chán hoàng, sẵn sức nhiều chớ có bỏ xa, tù cũng thế nay ta căng dằn, lời lẽ thuyết mong trò cố gắng, học đạo nhân sống đặng đổi bài, chưa hoàn thành muốn bước lẹ ngay, ai kiểm chứng bổn bài trò đa. Người tu học tưởng tượng như hạt cát, nước nhấp nhô sóng bủa dập dồi, nếu cứng khần cát ấy khỏi trôi, sống dày riết sống đẩy riết cát bồi vô bãi, bài toán giỏi cũng đừng ý lại, còn lý văn trực tiếp học hoài. Trong quá trình đèn sách kề dây, phải trầm lặng luận bài mới hiểu, bài bổn khó ráng tầm chút xíu, coi thầy phân giải biểu lời gì, khó hỏi trò gần, khó hỏi trò gần đến ngày thi, đừng có dội nghĩ si chi phôi, muốn thành Phật một chiều một tối, tâm còn dơ đồng
dục vọng đầy tràn, làm sao về bủ cái tràn phan, giảm bất tính sợ tính toàn mơ ước. Hôm nay thầy sẽ nhắc sơ, rồi thầy sẽ giờ tới đêm thầy sẽ biên gửi lại đây cho tất cả quý vị. Mà cái này thì nó không vô trong này, sau cuối cùng thì dặn những gì ấy, thì mỗi vị có 2 trang giấy thôi. Nếu mà với đạo cần xem và cần nhắc mình thì lãnh 2 cái trang đó để mà mình học tập và tiến trường, có nghĩa là mình không quên. Còn cái bài mà đi du thuyền này thì tùy thì dẫn để vô. Còn cái bài này thầy nhắc thì trò tùy muốn để vô thì thầy mượn sát tái hồi trợ, có nghĩa là như sau. Xin kính thưa chú quý vị đạo tâm băng tinh độ Phật giáo, hôm nay thầy là một mở một cái lớp học bổ túc cho tất cả các con, các đạo, các Phật tử, chứ không phải là thầy đâu có chùa, đâu có lăng đền, cũng không có một cái chỗ nào gọi là đặc biệt để cho chúng con phải về nơi đó để tá ngủ, không có gì hết. Chỉ là cũng như là nói là lưu vong lưu động, cũng như là ngày nghỉ hè rồi đó, thì thầy muốn mở ra một cái lớp để quấn từ dạy dỗ nhắc nhở trò để sắp thi. Thì có nhiều vị chấp là cô cậu, nhưng mà thầy đi nghỉ mát rồi, cô giáo dạy thế không được sao? Được không quý dân? Được thầy cô ha. Còn cô cậu cậu là như thế này nè: đức thầy, đức ông, công, đức cậu, nó có nằm trong sách vở mà. Thì tất cả quý đồng đạo và quý thơ sinh nhìn cho kỹ rồi hiểu, chúng con là tâm Như Lai đó, hiện có bổn tánh thiện trời đã dành sẵn trước còn trẻ, chứ không phải như thế này đâu. Vì mình xuống đây đó, tất cả đại đức về thượng thầy cũng mang tội nhiều hơn chúng con đó, bị dơ, nhưng thầy có cách để chùi rửa mau hơn trò, chứ không phải ai đầy đủ hay là ai mà gội rửa một kiếp này cho nó hết đâu. Chúng con tu hành phải thấu triệt cạn sâu trong một nỗi niềm mà mình đang trắc ẩn, mình không chịu khó đi tìm hiểu bên trong của mình. Chứ nếu mà mình chịu khó thì cái cây ở bên trong đó nó nảy mầm xanh lá, phượt tược hay mọc rễ mọc nhánh gì chúng con nắm hết rồi đó. Ráng chịu khó. Tất cả Phật tử đạo đồng không muốn vậy đâu, muốn tốt không muốn xấu đâu, mà muốn giàu đâu có muốn nghèo, phải không? Muốn tu cho đắc đạo. Nhưng thầy xin thưa tất cả chư quý vị, khó lắm. Mùa hè hạn trong này thì có để cái câu lý văn rất là sâu, mình phải coi đó, nghe đó mà diệt. Còn thầy chỉ tái hồi trở lại để mang lời văn, mang lời kinh tiếng kệ, chứ không có, thầy đâu có xưng là một vị nào ở đây làm được việc rồi thôi à. Mình nói mà mình không có hành, và mình không có làm mà mình không có bước tới thì bao giờ có đến được cuộc đâu. Thầy sợ trò bị hỏng đó. Thầy sợ tất cả quý vị phải bị không làm người đúng đó, thì bị chê cười vào cha mẹ mình không có hiếu nè, anh em láng giềng thân bằng quyến thuộc mà mình có cặp mắt thần quan cảnh của mình đó. Mình nhìn ta, người ta nói mình khinh bỉ. Mình nhìn ta, người ta biết mình buồn. Mình nhìn ta biết mình vui. Là mình nhìn cặp mắt ta thấy mình rất hiền từ, cũng như là hàng sĩ mà đi nhìn tất cả các bậc ấy rất thơ, nên thơ, thơ mộng đó, rất dịu hiền đó. Thì do nó cái cặp mắt của mình và cái đức độ, chứ tài năng mình tài cao cách mấy là gió đùa sắp tới rồi, cũng không thể mình trốn tránh ở đâu được. Mà mình có chỗ thầy chỉ trốn trong cái đức tánh của mình và phước đức cao cả của mình. Thầy có nói rằng nấp Việt Nam trồng những cái cây đại đạo trước là cây bồ đề đó. Ở trong tâm của mình trồng cái đức hạnh cho thật cao cả. Mà sự cao cả đó mình giấu, khi nào mình giàu mà mình có nói là mình giàu không? Không, mình vẫn cho là mình là người không có gì hết. Cũng như mình làm được, xin thầy xin nhắc, mình làm được 100 ngàn hay là 1 triệu mà mình quăng dục ở trong tủ, mình không có kiểm, kệ, mua bán nhiều bán, bỏ vô cái tổn ở đó, hay là được bao nhiêu vậy đó. Nhưng mà mình quên đi một ngày lỡ ngày qua, khi mà mình vỡ cái đó ra là đầy hết trơn à. Còn ngày cứ lỡ điếm, xong mơ gửi chiều điếm, bỏ vô điếm, kiểm riết, ô nhiều quá rồi thôi tôi không để nữa.
Vì mình biết mình tu mình đã đạt thành chánh quả rồi, là mình cao rồi, là mình được đắc rồi, mình được thông rồi, thì mình đâu có tu nữa. Còn mình không có nghĩ đến sự tu hành của mình, mà chính mình là mình đóng một cái vai trò đặc biệt chính mình, thì mình sẽ thấy đầy nhảy sự phước đức. Đó. Chúng ta là một cái bầu trời vũ trụ, tiểu thiên địa, trên thiên thượng, dưới mình thiên hạ, trên trời cha, mình trời con, muốn gì con thấy à. Đó, như vậy thì trước khi chia tay, thầy muốn tất cả chúng con dời gót ngọc đến ở đây gặp thầy, thấy không, đây là tiến sĩ đại học không đó, không phải thường đâu, nhớ không? Đó, như vậy nói thầy ơi, sao ta đệ tử nhiều quá còn thầy không có, thầy dạy bổ túc mà. Khi mà về trường học ở trong các trường của nhà nước đâu đó, có trường lớn thì cái nọ đó thì 500, hoặc lớp này lớp kia lớp nọ, còn thầy dạy bổ túc. Nhưng mà chúng con thấy trong cái trường 5.000 thí sinh chỉ đậu 50 thôi, còn thầy bổ túc văn hóa như thế này đó mà 50 vị đậu hết 40 vị. Vì trong đó thầy theo dõi nhắc chừng rờ dai rờ đầu, dai cổng nè, đầu đội nè, ha, để dìu chúng con, để phụ huynh học sinh o bế cho đứa học trò đó nên thân, nên nghĩa, nên lý, nên một người để thi cử cho chiếm đại khoa trong buổi cuối cùng. Chiếm là gì? Được gia đình thương mến, xã hội yêu, nuông chiều, ai cũng trọng kính mình hết. Mình là món hàng rất đắt giá, mở miệng ra đẹp, tốt, xinh, tươi, hiền hòa, nho nhã, thấy không? Thảo ngay đến đổi mà mình có một chút xíu đồ ăn nè, chị ăn với em đi, anh ăn với tôi nha, không? Chị sớt mà, cái người bạn đó thôi, mày có bao nhiêu đó mày cứ mời thôi mày, bao nhiêu là bao nhiêu, em với anh chia sớt nè, là thấy vui không? Còn thấy người bạn đó nghèo quá, mình bưng cái đồ cất rồi, để dành riêng lại cho gia đình mình trong cuộc sống buổi chiều nay, khỏi có dành riêng. Vì chúng ta mà làm được việc đó là mở cái cửa thiên nhiên á, thái hòa đó, thì hưởng cái không khí của trời đất, không bao giờ chúng con bị đói, bị khát, bị bệnh đau, bị cái gì hết. Là vì tư tưởng chúng ta đã làm tốt đẹp mà chia sức cho người đó no, rồi mình ăn lưng lửng cũng được nữa. Đó, cái sự của quý vị mà cao trí để mà hưởng trở về cái quốc độ mới này đó không phải tầm thường. Mình phải siêng năng học, phải moi móc, phải tìm sâu, phải chịu đựng qua cái mà bầm dập trải như là cái gai mà trải xuống á. Thì chúng con thấy cây rừng mà cây nào gai nhất á, là cái cây đó không ai đã đụng mà cái gỗ chắc. Còn cái cây mà nó xuống vậy nè, ai đi ngang cũng dựa, cũng tựa, cũng ôm, cũng dạt hết, cái cây đó nó dọp dọ hết, nó không có còn. Còn cái cây mà gai trong đó, cây đó rất là chắc, gỗ mà đứng ở sừng sững ở giữa rừng bao nhiêu năm tháng đâu có ai dám sờ mó tới, thấy không? Họ sợ người tu hành họ chơi điên nè, chơi dại, chơi khùng, không có cho mình là một người tốt đẹp ngoan đâu. Nhưng mà bây giờ tất cả Phật tử có biết rằng chúng ta đang thi tài đó, rồi tới thi đức, tới thi rèn quả công, có nghĩa là chúng con công quả nó dạ. Con bỏ nhà con đi, rồi kêu con công quả chùa, công quả lăng đền, công quả ở đâu đó vậy đó. Thì thầy muốn nói là không, không phải nơi đó mà công quả. Cái công cho thành, cái danh cho tội, người tốt đẹp hưởng quả tốt. Cái trái xoài này nó ở đâu nó có? Nó ở cái cây nó sanh nảy ra. Mà cái cây đó nếu mà nó chai lì, nó ở trên gò đồi, thì trái xoài này đâu có được bao nhiêu đây? Vì nó ở miếng đất phù sa, hay là núi dũng, hay là người ta chăm sóc bằng cách nào cho nên cái trái cây này nó mới to, mới lớn như vậy. Chúng ta giúp đỡ bạn, giúp đỡ gia đình, trợ duyên cho tất cả mọi người, bản lĩnh, hy sinh, hiên ngang, để mình thành người liêm chính, chính chánh quả, trở thành chánh quả. Mà mình có liêm chính chưa? Mà mình đòi gặp cái quả tốt, mà cái quả báo, cái quả nghiệp tiền của mình, cái quả hồi xưa đó, mình có chịu trả chưa? Mình thấy cái quả mình chưa? Đó, thành ra công quả. Chứ không phải nghe nói rồi tôi bỏ gia đình tôi đi lại đó tôi công quả để mà tôi hưởng được cái đó. Không có công quả. Công quả mà không có công quả, giúp người mà không có giúp người, cho người mà lấy lại. Thưa thầy, thầy cho con biết coi, cho người lấy lại sao kỳ danh? Là tư tưởng của mình. Mình cho người rồi mà tư tưởng bị hỏng đáp ân lại mình đó. Trời, phải tôi không cho.
cho rồi không có đáp lời mình để mình vui, đã cho rồi mà làm cho mình buồn vậy đó, rồi lấy lại. Còn oán hận buồn phiền, còn dây oan nghiệp chướng thì đốt hết cái rừng công đức của chúng ta khi đã trồng và dung tưới. Bao nhiêu năm tháng chúng con nhớ là lửa lòng của mình nó cháy hơn núi Quả Diệm Sơn mà. Nó hờn cũng như tảng đá, thì dặn con giờ như tổng bá giữa đường. Chiều về thầy thấy tuyết sương mưa rơi ào ạt trên đường phiêu lưu. Đến gặp bạn gặp người tu cho thỏa mãn, chớ thì đâu muốn đến nơi này làm cái cản trò chi. Nỗi buồn thầy nói chuyện vẫn gì, thấy đời gần đến thầy nghi thầy ngờ. Đây sắp tới khổ lắm chúng con ơi, sự bất ngờ trở tay không kịp. Cũng như nước lớn nước rồng đưa bìm bịp đang kêu, không mời thì cũng ắt chiều. Nó kêu cho nước lớn đưa rồng rìu phải trôi. Thương thầy tổ chúng con ráng ngồi suy nghĩ, tội gì đâu mà thầy phải phung phí tất hơi. Vì thương dân tộc trong đời, xuống miền hạ giới chịu bơi chiến đò. Thầy nói giảng cho thầy đâu có học trò gần bên thầy nữa. Chính là tâm gội rửa một mình, ngày mai ra chốn sân trình thầy mong con đạt được một mình điểm cao. Ráng nghe thầy đi đừng có mặt sào mày úa, ráng nghe thầy để giữ của bên trong, giữ tâm giữ tánh giữ lòng. Con ơi khỏi mặt nâu sòng tụng kinh, ráng cố gắng đi cầu xin trời đất. Nói tiếng ra bay phất đủ mùi, mình học đạo rồi mình giúp kẻ không vui. Đem giáo lý chứ không có sụt sùi e ngại. Tu phải ráng công kết bè thành phái, song song giữa đoạn đường rồi con hãy tường chắn. Đừng nên mê đỏ bỏ đăng, thầy bỏ cây đèn lúng rồi mình nhìn trăng sáng ngời. Thấy như vậy chứ trăng dời lũ quất, nhờ cây đèn nè hắn lập tức rọi soi. Bút thần thầy đã xăm soi, tái hồi trở lại để rồi coi trần đời. Chúng con không hiểu được đâu thì khóc khổ biết nhiêu nơi. Thương dân bị đỏ kiếp rồi thương đời lâu lung, mặt tình thế nói khùng nói dài. Cảnh đua chen mà nguy hại tới nơi, chừng đó réo Phật kêu trời. Con ơi dân dạy khắp mọi nơi, lớp bệnh tật, lớp giết nhầm dòng giống, lớp kẻ mơ người mộng trắng tay, lớp thì điên dại cuồng sai. Đó là mất đức rồi ngày nay mất thần. Thầy khuyên đạo không biết bao nhiêu lần bao nhiêu kiếp, buổi quân tàn có dịp để sang. Thuyền tình thầy chẳng cú mang, thuyền tiên thầy đặt rồi thầy ngụy trang trước trò. Ráng cố học đi con, đừng có lo việc thế. Tuy mình làm nhưng không có lập kế lập mưu, còn sống đây không kết oán gây thù. Ráng dứt khoát để mình tu nhân đạo. Hòa chồng vợ giường tiếng con vào, thương yêu giống dòng rồi hung bạo phải xa. Nhất là hiểu đạo mẹ cha là cây đại đạo, chốn mù sa che tròn. Nếu thương xót chúng con lo học vấn, tự soi mình rồi tinh tấn học chăm.
Đừng nghĩ, đừng kể sai lầm, tại con không biết chữ vàng cầm rồi buông. Nhớ ngồi nghĩ nhớ cội nguồn, thầy cho con hiểu. Cũng như cây đờn trời đã đúng điệu rồi nay, bớ người đừng có cuồng sai nghe lời bụi cuối, rồi tránh chông gai khốn nạn. Đây, đây chích dịch cả làng ỉa ối nè. Còn giữa không trung đó mây khói rền trời, trốn chỗ nào để tử thầy ơi, trốn tránh né cũng bị trong đời quỷ diệt. Cận đời lắm mà trời không biết, ráng nghe thầy rồi tự diệt tâm đi. Tâm mình cố gắng nghĩ suy, nếu còn dơ bẩn thì quét đi sạch ngần. Dạy dỗ khổ bao nhiêu lần năm tháng, thầy đã mòn mỏi rồi không chán bớ trò. Tại sao con không chịu học chịu lo, cứ đua nhảy trên chiến đò đời khổ. Mau quỳ xuống để rồi kính cầu Phật Tổ, quỳ trong lòng để giác ngộ tâm linh. Nghe thầy sấm sử chiều kinh, hạ miền thế giới để sinh Phật trời. Chúng con có biết không, khổ tư tập chúng con ơi, ráng tránh. Bạc một chồng bạc không có cánh lại bay, vàng giấu đâu mấy chiếc, bao ngày cũng quay chuyển cũng mất rài chìm đắm. Thấy hung dữ nằm trên chiếu gấm, ở lầu đài không mua sắm đức ân. Ngày mai sự thế quá gần, bảy ngày nhật nguyệt tối tân nghe trò. Thương nhân loại không lo đáp ứng, thầy thiết tha con tương xứng làm người. Chuyện thủy chung vui vẻ tư cười, thầy mừng lắm hơn chín mười bạc lượng. Thầy biết rồi, chỗ này hay ở đâu cũng sống gường, chơi tự thần đang đổi mướn hồn ta. Bây giờ thầy nói thiệt ra, ngày mai vắng lặng rồi sự can qua không còn. Hôm nay trong buổi chiều, khúc gần chia tay, thầy sẽ nhắc nhở tất cả quý trò. Thầy tái hồi xuống đây đâu có gì đâu, mà 40 năm nay kể như là cũng quá lâu, mà tái trở hồi trở lại không biết bao nhiêu lần, để đóng một phiên kịch cuối cùng cho tất cả chúng sanh. Thầy nói không sai đâu, cố gắng mình làm bằng cách nào cho trọn vẹn, cố gắng mình làm bằng cách nào cho xứng đáng, cố gắng mình tu tâm, chứ không có thể hiện một cái gì hết. Bởi vì thời kỳ đại ân xá của Thượng Đế và Đức Phật, Ngài có nói là Ngài đại ân xá. Thì quý vị đâu có biết đại ân xá là cái gì đâu, thấy không? Mình được ngồi đây, mình được nghe giảng, nghe kinh, mình ăn mặc gì cũng được hết. Hay là mình đeo vàng, đeo vòng, hay chân mình, hay là đầu cổ bất cứ vân vân, cái gì thì Phật không có chấp đâu. Này hỷ xả hết, chỉ còn cái tâm của mình thôi. Cái tâm của mình thôi. Mình đừng run sợ hèn nhát. Mình phải san bằng trong cái tâm tính của chính mình. Mình thương yêu nhau, mình cởi mở ra để thấy được. Và mình phải bừng ánh sáng ra thấy đây là cái giả. Nhưng chúng ta đã mượn đôi dép để đi mà. Mượn chiếc xe để về để gặp thầy. Mượn cái nhà để trú ẩn. Không. Mượn công ăn việc làm để nuôi thân thể này, để có linh hồn che chở và tia một cái ánh sáng, chứ không có gì hết. Nếu Đức Phật không có thành rồi thì chúng ta mù mịt, còn Đức Phật thành rồi thì chúng ta sẽ mở cửa ra sáng, sáng tâm sáng tánh, không có gì hết. Đừng có buồn, nói bữa nay con buồn quá. Không, tìm ra nguyên nhân của cái gì buồn đó, mình giải cái sự buồn mất hết đi, để lo tu tâm, để vui vẻ gia đình, hiếu hạnh cha mẹ, thương yêu nhau, hạnh phúc, con mến nè ha, cháu thương, chồng chung thủy, vợ thủy chung. Đức Ngài có nói mà, tu quốc vương không cấm vợ chồng sanh con đẻ cháu để nối dòng năm ban, có nghĩa là đâu có cấm.
danh chánh ngôn thuận, chừng nào mình ngoại cảnh ha, ngoài lời ngoại tình ngoại trái gì đó thì mình sợ, còn danh chánh ngôn thuận trời đất âm dương có nghĩa là chúng ta rồi từ bước một đó đó ai cũng kính mến nó, xong rồi thì mình bỏ cái kiếp này nè là một lớp học đó, tiến hóa nữa lên tu tiếp chừng nào mà xong hết trời đó trên chấm mình á, mình sinh ra trong một gia đình rất giàu, con nhà trăm anh, chỉ Đức Phật cho một chút xíu vậy nè, xuống đứa bé đó mới vừa chào đời là có cái linh hồn thiên xuống rồi đó, cái đi tu anh trai là chừng đó không ai biểu đó, tự nó không ăn thôi chứ không ai biểu nó mà nó ăn á. Hay như thế thì trong cuộc đời hôm nay thầy cũng xin vậy, tất cả quý con và vị Phật tử nếu còn ăn mặn mình không nên cắt cổ nhổ lông, điều đó tốt mà ở đây thì cũng có rồi đó, và những cái con vật mà nó đang tươi và nó như thế nào đó về rửa gội sạch sẽ muối rồi để khử trừ nó, đặng không ít lâu nó bị chất độc phá thì nó sinh ra bệnh, mà mình ăn rau cải vô thì cũng bệnh, vì rau cải nó cũng tẩm chất khoa học rồi, con không ăn gì hết, con đi ra đường nó còn vô mắt vô mũi vô người vô da lông hết, rồi con rửa tay nứt cái tay, con rửa mặt nứt cái mặt, con gội đầu bị mẻ miếng xương, con đang đi nó lụng xuống về cái rồi tại rồi đó, thì mình đã hưởng hạt nhân nguyên tử, có nghĩa là bom vi trùng. Tại sao thầy dám nói đây nội bộ nha, chúng con liên quan ra là phải chịu trách nhiệm, vì thầy thương mới nhắc mới nói con vi trùng của cái chất này nè nó bằng 10 vi trùng ung thư, bằng 10 vi trùng gan, bằng 100 vi trùng phổi. Tại sao vậy? Vì nó vô người rồi nó tức khắc, nó nhanh lẹ, nó cướp liền trong một phút một giây, mình sẽ đuổi và mình sẽ chết, chứ nó không để. Sao thầy biết vậy? Thầy cũng biết chứ, vì tiền bối để cho hay mà. Giờ thưa thầy, làm sao con tránh được? Có chứ con, lọc lừa. Nhiều khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện khiến cho chúng con gió tạt, mưa trôi, nơi một cái vùng ánh sáng, nơi cái vùng có điển quang, nơi cái vùng hiền, nơi cái vùng đất nào mà nó ở trên chấm còn có chỗ chứ đâu phải tiêu diệt hết, thì bệnh sơ sơ hoặc là có một cái gì hết. Còn bằng không cứ xâm vô ngay chỗ đó, quỷ sử quỷ, Phật không cứu, lành gặp lành, hiền gặp hiền. Kể từ đây chúng con coi cuộc thi đấu trên sân trường có ai bại, ai dông, ai còn, ai mất, nó sẽ đến mình. Da lông sững hết, đi vô hết tất cả những tế bào, nó làm cho con người có một ngày rút thành khỉ, biến thành chồn, biến thành rắn, thành rùa, biến mất hết dạng, không còn. Có không thầy? Thầy nói con sợ quá, con đi làm, con cứ tự nhiên đi làm, ăn chân chất thật thà. Càng phải nói làm để có cơ hội, càng phải ăn uống cho có sức khỏe, càng phải vui để tống cái buồn, càng phải hiền tống cái độc, càng phải tu tâm để mà cái tâm nó vững chắc, không sợ. Có một cái gia đình chết 7 người, còn có một người đó xỉu luôn, không còn sống được, vì nó đã đặt, nó đã vô tới hết trọn vẹn cái gia đình đó là cái quả báo quả căn ngày hôm nay trên lập lượt mà máy thiên cơ trời đất đã quay chuyển trong một cái quốc độ này phải bị để thay đổi. Sau nước Tây Phương trở về Nam Phương, thầy về Việt Nam á, Nam Phương có nghĩa là thầy đi Nam Phương rồi đó, Tây Phương thầy đi rồi đó, rồi thầy về đi Nam Phương có nghĩa là thầy quý mến ở chỗ này, muốn dừng đò, muốn cầm một cái sào ở đây để có thể có một cán bộ, có một vị thiền sư, có một ông thầy rủi mà học trò nó có gì nó lại nói với ông thầy, thầy chỉ giùm con để là con vô thi cho nó tròn nghe thầy thì cũng đỡ, phải ông kỳ dân cư sĩ. Hôm nay thầy mời trò ở đây chút xíu có ý kiến trong đôi lời liên quan, ở tại chỗ thầy nghỉ ngơi nha. Ở đây thầy xin dị vâng. Kính thưa Đức Thầy vô danh đẳng sĩ, kính thưa quý đạo hữu có mặt hôm nay, kính thưa quý vị, hôm nay là buổi gặp mặt liên quan cuối cùng để Đức Thầy vô danh đẳng sĩ trở bước về Việt Nam.
quý đạo hữu tới liên quan và đồng thời nghe những lời giáo huấn của Đức Thầy. Những điều Đức Thầy dặn dò nãy giờ có hai phần. Một là Thầy khuyên nên tu theo đạo nhân trước khi bước lên thần thánh tiên Phật. Và thêm phần nữa, Thầy nói nội bộ thôi, là những cái nguy biến sắp tới mà trước đây người ta nói rằng cái này nói hoài không có, nhưng mà Thầy có nói trong những cái buổi vừa rồi đó, trước đây đó. Nay là tới chiều mà tưởng còn ban trưa. Chiều có nghĩa là cuối cùng rồi, mà cứ hững hờ nói cái này chắc nói láo à đó. Nói dốc nhưng mà không có đâu. Thầy nói nãy giờ cái ý như vậy, thì đây là cũng là những lời Thầy thúc giục bạn đạo cố gắng tinh tiến tu hành. Rồi tiếp theo một lần nữa thì xin Đức Thầy cho phép con phát biểu đây. Anh em bạn đạo ở đây thì trong cái tình huynh đệ có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, thì có trật tự, có kỷ cương, người nhỏ tôn trọng người lớn, người lớn cũng phải có cái sự ăn cần đối với người nhỏ, đó là cái sự lịch sự. Thì con kính xin Thầy cho phép con cũng khuyên những anh em đạo trong đây, thí dụ như mình hành đạo cái chuyện gì cũng có cái sự trao đổi qua lại. Thí dụ em nhỏ không biết thì hỏi anh, không nên nghĩ rằng ta nghĩa là cao cả hay gì đó. Phải trao đổi để chi? Để tiến đạo, và đồng thời đó để mình có thể tiếng nói của mình đó, nó được trong sáng và nó chân chính truyền đi xa được, thì thêm cái đức phước. Kính thưa Đức Thầy, hồi nãy Thầy có nói là Thầy đã tái lâm phàm, thì con xin có ý kiến. Tái lâm phàm đây á, trong văn thơ của Đức Phật Thầy Tây An năm 1849 á, có nói về Thầy bằng những câu như thế này: niên như điển, nguyệt như thoai, phần xây thế giới luân hồi chẳng chơi. Có người thiện nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh. Một câu là một nhiệm màu, nghe quý vị. Cái câu đầu quý vị nghe chưa? Niên như điển, nguyệt như thoai, quý vị thấy chữ nguyệt chưa? Sáu bài hằng nga của Huỳnh Giáo Chủ là nằm trong cái chữ nguyệt này nè. Cái hành trạng của Đức Thầy là nằm trong sáu bài hằng nga và nằm trong chữ nguyệt này. Niên như điển, nguyệt như thoai, nguyệt là hằng nga. Vần xây thế giới luân hồi chẳng chơi. Thế giới luân hồi là gì? Là tới thời kỳ trái đất nó phải thay đổi, gọi là luân hồi. Hai câu chưa? Có người thiện nữ truyền lời, thì tới chừng đó có một người thiện nữ ra đời để nói lên cái giáo lý và cái thiên cơ. Nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh là gì? Đó là nói về cái cơ trời đó. À, thế giới luân hồi là gì? Là ngày tận thế lập hội long hoa. Bốn câu đó, mỗi câu là một ý nghĩa. Cho nên hồi xưa ông Trạng Trình có nói đó, vô đầu thì ông nói rồi, một câu là một nhiệm màu, anh hùng gẫm được mới hầu giá cao. Sáu bài hằng nga của Đức Huỳnh Giáo Chủ nó dài lắm, nhưng mà tôi xin nhắc lại có bốn câu sướng và bốn câu quả thôi. Cái bốn câu sướng á, cái bài ba đó, thì Đức Thầy có nói như thế này nè, nói về hằng nga đó: một phiến linh đinh trôi mặt biển, nửa vừng lững đững dáng trên mây, cá ngờ câu thả tơi bời lội, chim tưởng cung trương sập sận bay. Nghĩa là người thường mà thấy cái bóng hàng nga đó hả, là tưởng đâu là con cá, nó tưởng đâu là câu, nhữ nó bắt nó cho nên quán hồn nó chạy. Còn con chim nó thấy cái bóng trăng đó trên mặt biển đó, nó tưởng cung bắn đó, nó quản nó bay.
nữ mà xưng đức cậu đó, họ nói cô cậu cậu, họ dạt, họ nói tà, thấy không? Nhưng mà cái câu quả lại của Đức Thầy cho biết như thế này nè: miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dậy rồng mây, lòng trong thánh kệ tình bơi lội, dạ sạch Phật kinh ý luyện bay. Thầy nói không có tà gì đâu, cái này là kinh kệ của Phật không à. Sướng quả câu trên bốn câu dưới nói lên hành trạng của Đức Thầy. Thì hôm mới đó, thầy nói thầy có tới nhà của cô gì, cô Thủy, thì gặp bà Tám. Thì trước đây có nói đó, ở chỗ cái đơn vị này nói ai mà xưng cô xưng cậu là tà, thôi không có dám đụng tới nữa. Thì sẵn đây tôi nhắc qua đó là có tiền bối có để lại sấm giảng đàng hoàng. Kính thưa Đức Thầy, con xin nãy giờ thanh minh những cái việc này là để nói lên cái tinh thần học pháp. Chúng xin Thầy cho tiếp những lời lẽ để chúng con học đạo. Kính thưa Thầy, Nam Mô Di Đà Phật. Thầy xin có đôi lời tán thành công đức của kỳ dân cư sĩ trong khi tiếp những lời lẽ thì thầy muốn Ngọc Sương lâu quá không có đọc cái bài gửi người hải ngoại, không biết bao nhiêu năm rồi nữa, thầy muốn đọc lên phần nữa, hay là có mệt mỏi thì một chút thôi, tâm thư gửi người hải ngoại. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con phép cho con đại an gia đình được theo đến đây để chung vui với thầy một bữa nay, rồi ngày mai thầy chia tay trở về Việt Nam. Thì chúng con ở lại đây xa vắng thầy cũng buồn lắm, vì có thầy gần gũi đã nhắc nhở chúng con, được phút nào chúng con mừng phút nấy. Cái câu nói là không có thầy đố mày làm nên, phải có thầy, có tổ đi dìu dắt, cho nên mình mới nên được là người, mới tu, tu là sửa, mới sửa được những điều gì. Mà lời của thầy là lời vàng ngọc, bởi vì khi con đã đọc biết bao nhiêu giảng của thầy, mà cái câu á, ngày xưa nói là đức thầy, đức ông, công đức cậu, thì công của thầy quá lớn đi. Nếu mà so lại với Đức Thầy á, Đức Thầy chỉ viết có 4 quyển Thi Văn Giáo Lý. Còn Thầy nếu mà gom lại á, thì không biết bao nhiêu quyển mà nói. Hết bài này tới bài kia. Nói mà nói sơ qua cái quyển mà Báo Ân Từ, thì trong đó Thầy dạy đạo làm người, đạo làm con, đạo làm cha mẹ, đạo vợ chồng. Nó có ý nghĩa vô cùng. Bao nhiêu đó học là quý lắm rồi. Thật là ơn của Thầy. Cái câu là ngày Thầy tá bút, thì trong đó có cái câu ơn Thầy Tổ vàng cân nào sánh, cứu biết bao bá tánh đắm chìm, quả căn không trả dai thêm. Thầy quá cực khổ từng đêm nguyện cầu, Thầy không mặc sòng nâu y phục, đại thành lòng cốt nhục trề gần, thương yêu đất nước quan dân, dỗ về nhân loại tu nhân sao nhờ. Thầy cũng không có mặc sòng nâu gì hết, Thầy cũng không có chùa, nhưng mà lời vàng ngọc của Thầy rất là quý, dạy cho mình thành đạo nhân. Cũng như cái bài mà Thầy viết quý khách hôm nay đây, thì xin thưa Thầy tất cả đồng đạo đến đây, tức là người khách quý, mà Thầy viết là quý khách. Thầy viết quý là quý người hiền nhân hậu, có thần tiên ấn dấu rõ ràng, nặng tình ta phải cưu mang, quý người ta rước về làng tăng dân. Quý biết bao nhiêu? Quý các bậc trung thần hiền hậu, gương trắng trong soi thấu mấy tầng, thẳng lòng không có bâng khuâng,
gian nan cạm bẫy vui mừng làm xong. Quý các bậc đại lòng trung thủy, lòng thẳng ngay trực chỉ một đường, lúc nào cũng giữ hiền lương. Lúc nào lòng thẳng ngay trực chỉ một đường, lúc nào cũng giữ hiền lương, hy sinh mọi việc tìm đường người đi. Quý các bậc trung thành hiền hậu, rương trắng trong soi thấu mấy thần, thẳng lòng không có bâng vân, gian nan cạm bẫy vui mừng làm xong. Thì cái bài quý rất là nó đã là còn chữ khách. Con đọc cái bài tâm thơ thì gửi người hải ngoại. Dạ. Dạ con xin đọc ra cái bài Đức tâm thơ. Một bức tâm thơ đó của thầy gửi thăm đồng trùng ở phương Tây, nhủ lòng cố gắng lo tu sửa Nam phương Phật lập tựa rồng mây. Yêu thương nhân loại biết làm sao, lời lẽ thiệt hơn kẻ kêu gào. Lòng từ đâu nở ta bỏ làng, người bị chôn vùi ta khổ đau. Mau chân lẹ bước đặng phản hồi, về Nam phương Phật để mà coi. Minh tâm kiến tánh ôi mới thấy, rồng phụng giao kề hiệp về ngôi. Đọc bài Lô Tô. Định lực tuần hoàn thức động. Bài định lực tuần hoàn không có chỗ không? Dạ, dạ thưa không. Không chỗ không? Dạ. Con đọc bài Tàn hơi kiệt sức, cũng nằm trong cái quyển bức tâm thơ gửi người Việt hải ngoại. Thầy nay đã mòn hơi mỏi cổ, bao nhiêu năm dạy dỗ chúng sanh, không ai học thuộc chữ lành, làm sao học tiếp thông rành lý chân. Tàn hơi thở thảo ân không có, nghe xong rồi chúng bỏ bên ngoài, làm sao thấu triệt tâm khai. Cho nên cam chịu ngày nay như vậy, phải nghe thấu lời thầy khuyên giảng, ngày địa cầu biến dạng được còn, thân già sức mòn nghe con, chăm lo kinh sử hằng còn ngóng trông. Sợ mất giống mất dòng hồng lạc, cảnh mưa phong gió tạc trôi đùa, cứ tranh nhau sợ hơn thua, thấy rồi phút cuối bán mua Phật trời. Nay gặp lúc đổi đời lập đạo, chọn người dân ngài thảo ân đền, sự sách biên rõ nào quên, ân đền quả trả dựng nền thượng quân. Thầy mòn mỏi không sờn cực khổ, đền hơi tàn nguyện độ ba gia,
mến thương cung kính ông bà. Theo thầy học đạo Nam gia nói đời, gần thoáng sự thấy thời không ổn, sợ mất căn mất bổn loài người. Kiểm thì thấy phước đức dư, trọn đạo làm người đầy nghĩa dư ân. Chọn người dân phong thần lập lại cả tiếng kia. Trong dòng tộc của cái gia đình mà có cái máy đó sản xuất, không phải vậy mà người ta đến người ta đi, và không đủ cái chuẩn để khuyên nhắc mọi người là một. Thứ hai, tại sao mà rùm beng như vậy? Ta nói nhìn tướng biết quân, nhìn cha mẹ biết con, nhìn trò biết thầy. Nơi miền thánh địa này, tất cả ở bên ngoài này chúng con đã làm được hết rồi đó, thì bên trong linh hồn cũng vậy, sạch sẽ, vui vẻ, mát mẻ vô cùng. Yeah, có hiểu không? Đó, mình tu phải sạch sẽ. Cô cũng tham đó, nhưng tham làm cho có công đức nhiều, thiệt nhiều. Đó, rồi bây giờ Phật thì thờ không có chỗ nào hết, chỗ nào cũng để ông Phật, chỗ nào cũng để chuẩn đề, chỗ nào cũng để Quan Âm, chỗ nào cũng để Thích Ca. Thấy không? Nam mô Hằng Hà Sa Số Phật, vô lượng công đức Phật. Thì nghe vậy tội nghiệp, thì ra về có nói với tâm là tội nghiệp quá, thương hại. Rồi bữa cơm ăn cũng không có giờ giấc, rồi tu cũng không có giờ giấc, rồi ngủ thì bị kinh giảng chen lấn hết cái nhà, không còn gì đi vô như cái. Thì thầy có nói, phải nói sao nè, thầy cũng quên, giúp cho mấy con chuột, phải không? Thầy nói ngay cổ, thầy nói con giúp mấy con chuột, bị gì quá chừng rồi đó, cái chuột nó lợi nó ở dưới đó nè, giúp mấy con chuột đó, nó chui ở dưới chỗ, mày nói ngay cổ luôn á, tội nghiệp lắm. Cái cổ cười, cổ cười, mà cái ước mơ và ước mộng của cổ là thành đạt được. Trên trời sai xuống, phải con của trời mà, đâu có ai con của ma quái, của tất cả các vị gì khác lạ đâu. Nhưng mà lại xem cái địa quan đó, thì thầy thấy rồi, làm sao có dựng được một pho tượng làm người cho sáng rạng, làm sao mài dũa cái trí của mình cho nó được quang minh, chánh đại, sáng suốt, tinh tấn, trí tuệ. Thì thầy mới nói, cô được bao nhiêu tấn, người được bao nhiêu vậy, mà gánh nặng quá vậy, mà mang chi nặng quá vậy. Chắc con đi lạc. Thì cổ tiếp tục, cô nói ổng đâu có chịu nghiệp cho nghỉ, thì cổ chịu làm con đi lạc. Và bên câu đài cổ cũng đọc qua mấy câu, thầy nói nè, phải ẩn đi nghe không cô Thủy. Thì cổ cũng chấp nhận mà nói như thế này, ẩn sao ông biểu tôi ẩn sao. Thầy nói nè, kinh băng đĩa thì đưa, nhưng mà còn lên cái mạng đó, tiêu mạng hết rồi còn gì đâu mà lên mạng nữa, chứ không đừng có em thầy mạng. Cổ gật đầu như vậy. Thì qua sơ lược á, thấy con nghe kể không, nghe kể chút xíu ha, kể hoài nó không bằng kể chuyện ha. Tội nghiệp, thương là thương hại, không có đúng cái trong bộ tổng tham mưu của tất cả các vị đâu. Đó là bây giờ mình muốn nói là đừng ỷ mình khôn hiếp người ngu, đừng nghĩ mình sáng suốt mà hiếp người tối, đừng nghĩ mình sạch sẽ mà hiếp cái người quá bẩn chợt. Nhưng không, đó là trời đã quy định. Tất cả các vị đã mượn cái thể xác này rồi thì nó vô cái khung và họp rồi. Muốn lập công cho gấp, muốn bồi đức cho cao, nhưng mà âu lợi là chỉ có một gan và một tấc, hay là nó lòng vòng ở đây thôi, chứ nó không có vượt từng được. Vì lẽ đó cho nên thấy mà thương, không biết làm bằng cách nào. Thì thầy mới hỏi xong rồi chào về, thì cổ quên đi một ly nước. Đạo nhân nghĩa tình, tôi đến đây để chúc lành cô và thăm cái ngôi tam bảo của cô, có sự việc làm từ thiện phước thiện như sau, rồi tôi về Việt Nam chúc lành cô. Thì chúng con thấy nói ở đây là thương chứ thầy đâu có nói ghét, nhưng mà mê tu, mê làm, đầu nhồi tóc rối, đánh đổi
tinh thần mình không còn, mà cái tâm thần mình bấn loạn, cái trí tuệ mờ lũ, làm sao? Nhưng mà thôi, dạy cái lớp vô hình, cái cấp cỡ này thì cũng phải có bác sĩ nè ha, rồi y sĩ, rồi y tá, phải không hồ sơ, phải không kỳ dân? Đó, thì đây thầy sẽ trước một bài đó, tu tiên phải sạch sẽ, mình làm người phải sạch sẽ, ăn uống đi đứng nằm ngồi giờ giấc đâu đó, tôi quên giờ giấc tôi không á, nếu quên thì mình cũng cầm một miếng gì mình ăn, thấy cái chỗ ăn tội, thấy chỗ ngủ thương, thấy cái chỗ làm rất bận rộn, cổ dẫn đi khoe máy móc đầy hết trơn rồi nó bốc cháy, làm gì tránh được cái ngọn lửa của nhang, của đèn, nó bốc cháy rồi nó thiêu hủy. Thầy nói có không Ngọc Sư? Đó là cái hậu hủ đó, toàn là giấy không à, rồi nó thiêu đi, rồi nói trời không cứu, chính mình không cứu mình, trời đâu có cứu mình. Sự sắp xếp của mình, sự biên tập của mình, trật chính tả xem như sao, thầy dốt thì không biết đó. Còn hình thức hôm nay tất cả các vị, thôi con dám mời thầy lại nhà, thầy chê con không có chê, nhưng có thiếu sót gì thì nhắc, nhưng vì cái cô ấy không có nhắc mà đến thông, để lấy cái tài liệu đó, để lấy cái bài đó mà mình xa hay là mình gần, mình nên học hay là không nên học. Vì cấp bậc của tất cả các vị đều là trung tá tướng hết mà, mình quên mình là tiến sĩ hạc sĩ sao? Đó là thầy nói, chứ chúng con không nên đưa mình lên như vậy. Thì người mình ở tại đây đắc đạo tại thế gian này không có chỗ nào xa đâu. Thầy nói như bóng như hình vậy đó. Như vậy, hôm nay thì mong tất cả quý thí sinh sắp thi, có nghĩa là cuộc thi đấu hôm nay đó, thì cũng ai làm phúc thì nhờ, còn ta không làm phúc thì thôi, đó cũng là thi. Trong gia đình mà loạn, mà không hạnh phúc, mà tạo điều kiện ác gian để tham gian cùng nhau để lừa dối với nhau. Còn trong gia đình người khác yêu thương nhau, mến phúc nhau, ai cũng kính quý hết, cũng là thi. Chứ không phải nói là học đạo mà thi không đâu. Và tiền tài vật chất cũng là thi. Anh này có tiền nhiều mà ảnh không có nghĩ đến, ảnh lo thủ cái đức phước của ảnh, ảnh không cần màng mà ảnh phải cố gắng làm. Thì không màng mà làm thì cái nào nào thành công? Cái làm thành công, chứ không có màng mà đến mà chắc lữ hít hà, cái đó nó cũng không thành công. Là có nghĩa là mình đã giúp người rồi, mình kể công, nó là không còn cái công nữa. Có nghĩa là như vậy. Thì muốn dịch hết ra cho mình biết cái tần số của mọi người như sau: chúng ta đừng coi thấp mà đừng coi cao, mà chúng ta không nên khen chê mà mạ lị. Tất cả các tôn giáo nào cũng giúp đỡ mọi người để đi trên con đường giải thoát. Thầy đến thăm từ người rồi, thầy nhỏ giọt bi ai, cùng người mà quê lòng thân sai, cùng người mà được Phật Như Lai lâm phàm, cũng là người mà cô làm sao con đã vừa, cũng là người mà mình không chán chứa lời ai bi, cũng là người mình nói dân gì, tại sao người lại rồi không đi như mình. Cũng là người mà mình được ra sân trình dự thi, được Quan Âm thọ ký chứng minh, cũng là người mà theo quỷ ma tinh, luyện tập nó thì hằng ngày gặp nó. Chứ con người ngày đâu có bỏ, thầy lại cầu thượng đế chứng tri, lời vàng tiếng ngọc đáng ghi, thầy trao cho đệ tử từng khi nằm lòng. Phải xem xét, có mất không phải mất chồng, có ngươi mình phải sáng suốt để khỏi vòng nguy cơ. Có ngươi thầy đợi Phật chờ, đời tàn quá cận đừng mơ sự gì. Mài dũa tâm đi con để kiên trì nhẫn nhục, rủi nay mai mình ngã gục giữa đường, chết đi mà mình chẳng bất lương, chết mà mình để lại tấm gương người nhìn. Mình chết chứ đâu có sống chúng con, nhưng không có ăn xin, ăn mày của Phật đem niềm tin cho đời. Mình sống, mình làm mà mình được thảnh thơi, mình không có chìm đắm, không có mê đời lợi danh,
mình không đi vào cảnh hối thanh, mà mình không có triệu phú trăm anh đua đòi. Biết tu niệm là thương giống nòi đồng chủng, thầy thiết hoài, thầy nói mũi tranh ma không có phủng trò đâu. Đức ân trò nhốt thật sâu, dù không có mặt sòng nâu cũng thành. Hôm nay thầy sẽ thuyết, rồi thầy dẫn chúng sanh nhìn kỳ. Trong cuộc hành trình con đừng phung phí không nên, thầy về không có rỉ rên. Trò nghe văn vẳng rồi kề bên giáo truyền. Trung không nhìn thầy là cũng như con vậy, đâu có phải Phật mà đâu phải thần tiên, nhưng mà thầy có một cách tách riêng phàm đời, vì thầy có nhiều sự tu niệm thảnh thơi nha. Thầy thấy bên chỗ này thầy mới ghé để thăm, bao giờ ức triệu ngàn năm nay thầy tái lại để thăm. Trò nghèo ráng cố gắng nữa không, bơi chèo mấy lượt, buổi nguy cơ mình làm được mới thành. Có săn giàu mà không lợi không danh, biết niệm Phật biết dùm dành đức phước. Chuyện khó khổ mình phải làm cho được, đường còn dài mình tiến bước theo thầy. Thì có ngày mình gặp hội rồng mây, qua đua nở đủ đầy trăm anh. Qua này đôi đủ cành đủ nhánh, thầy biểu dương cho trời nhìn rồi cây cảnh thiên thai. Lông qua chỉ mở một ngày, trăm qua ngàn lá ngày mai con thường. Ở nơi đây nè thầy đi đó, ở rảnh, ở mương, ở giảng, con đường hoa nở đua chen. Nơi miền xứ Úc thầy khen, dưỡng nuôi tinh chất trùi rèn ý thân. Còn xài này đây đó, năm nước nó đã tiêu xài phung phí, cả ngũ châu sẽ bị đỏ rồi. Từ đây làm miếng làm mồi tranh đua cho lắm, rồi phụi rồi trắng tay, bây giờ phụng úa rồng bay. Đừng trách trời đất lá lai làm gì, cả ngũ châu nó ly bì ngang ngộn. Nó đánh nhau hao tổn mỹ kim, đánh ngày rồi lại đánh đêm, không còn đánh súng đánh kèm đâu con. Đánh hơi thở, đánh hao mòn vật chất, đánh tài nguyên, đánh cảnh vật quan liêu. Tội tận đem hết ít nhiều, nước nào cũng tranh đấu rồi quỷ thiêu nhân tình. Chúng con sống để coi, để nhìn Bình Dương nó đấu phép trên sân trình đặng thi. Thầy nói nữa để làm chi vậy hả? Nói cho con biết sẽ rã quả đĩa cầu. Nói còn nói bãi nói dâu, ta đây nói đã từ lâu hết giờ. Đang cố gắng nha, để rồi nhờ trong phút chốc, cả năm châu cốt nhục rụng rời. Đã mê danh mê lợi mê đời, mà tranh với bới làm thời ngã quỷ. Con nhìn đi cho kỹ, lũ tào mang sẽ bị biêu đầu. Của tao thầy thấy không lâu, tham lam rồi bị chôn đầu hố nàng. Buồn cho dân tộc gia vàng, còn chịu nữ màng tà tặc xa quá. Tạo mang thầy thiệt giấu ra, khuyên trò năng học dễ mà cho yên. Ráng cố gắng đi, thầy trao liền như cát. Ngày hôm nay thầy bắt nhịp cầu tính lại rồi, ôi chẳng có lâu, lũ tàu tặc đã chung đầu hải bao. Trận thứ ba không đánh bằng gươm giáo, con biết đánh bằng gì thầy báo cho tin. Bây giờ
chẳng súng anh ninh, lửa tên đốt cháy rồi minh minh sáng người. Đánh bằng bom tuyệt diệu bom hơi, đánh bằng hạt nhân nguyên tử mới tiêu đời mạng dân. Còn người thế giới đại đồng, nếu không thầy tố đừng trông sống còn. Đánh dưới biển rồi nó đánh ở hòn, rồi nó thua nó chạy nó lên non rùm trời. Đánh nhau đặng cướp cây đời, muốn làm bá chủ tuyệt vời. Thâm sâu lũ tao mọc tóc mọc râu, không qua thượng đế trò âu ráng. Nhìn ráng nghe thầy, đó là nguồn tin phút cuối. Cả năm châu chết đuối đây con, lỡ chi sức mòn hơi mòn. Việt Nam tồn tại do con tu hành tu tâm tánh, mình không giành ai hết. Mà hội quần tiên mình không chết, mình nhìn dù cho sống nổ anh ninh. Thầy mong đệ tử ráng xem kinh đức này, ráng cố gắng nghe không, đừng phai đừng lợn. Thầy còn đây thầy chia sớt với trò. Thái Bình Dương nó đánh trận Âu Lo, sân trường đó quanh có tàu tặc. Mũi quân khổ có quỷ thần dẫn dắt, chỉ điểm cho ngà đời trong thắt ngạc gian cơ. Con ơi thầy, việc đồ thơ bây giờ thầy nắm chặt thiên thơ của trời. Đặng rao khắp mọi nơi thức tỉnh, nếu trò ngu si liều lĩnh mất hồn. Thế gian đâu có trường tồn, đây rồi lấp biển dời còn băng non. Thầy về, thầy đã chúc con ráng mà an lạc làm tròn đạo nhân. Nay mai sự thế kề gần, ta chờ nước tấn nước tầng sang qua. Đây, đây sắp tới Mỹ Nga đang bề bôn, mình không biết được mình nguy khốn gần kề. Đã giảng bài trọn vẹn phu thế, ta có chết tỉnh không mê đời mà. Mưa còn lớn sóng thần còn tạt, chúng còn trốn nơi nào bị hạt bom rơi. Lửa thiêu chết đứng dưới dời, đây là màn cuối bữa đời chờ trông. Bút nghiêng ta tạc ra dòng, gửi cùng đạo sĩ đạo đồng Úc Châu. Thầy xin kính thưa quý vị, chiều nay thầy cũng quá điên. Thầy đã biên ra và nói trước cái chuyện thiên cơ, thầy bị phạt 3 năm vì nói thiên cơ, nói chuyện thiên cơ, ngồi buồn nói chuyện thiên cơ, nói trong đời tục mà nói giờ đời suy. Hôm nay thầy xin kính nhắn cùng tất cả quý Phật tử quý trò biết sống. Tu cũng chết, dạy cũng chết, tất cả đều mà biết sống. Tu mà tu chưa biết, mà tu mình không biết gì hết thì mình tiêu à, mình chết là chung có gì rồi rồi. Thầy ơi, như vậy chỗ này có sụp không? Thầy không biết, bị chưa sụp. Thầy đâu có biết được. Nhưng mà thầy đã đón được, dự được một buổi cuối cùng này. Thì chúng con nghe thầy nói trong 35 năm qua, thầy có ra cái bài là khi qua bình mục. Một tháng thì để là lè lè mắt cái chưa dịch tàu hại mày mà xuống nước chứ tao nhào lên khô. Ông đạo đó ông ngưng liền, ông hỏi ra tới thầy, thầy nói lè lè mắt cái dịch tàu. Thầy nói ông hỏi làm chi vậy, hỏi thì thầy khai ra quỵt tẹt à, thằng Nhật mà thua thằng Thọng. Ma le đủ điều hết trơn à, bị thầy nói là nó đã lấy con trào vỏ trụ nè, không? Thì Nga nó lấy làm sao? Ở trần, tội nghiệp lắm, nhưng cây dầm của Nga bự lắm mà, thì dân cư sĩ. Nó giờ nó quýnh là chết á, nó chưa quýnh. Đời Nhật ngồi trước không chịu bơi, mà đòn ta rớt cái dưới biển dưới sông lượm hết trơn. Lượm bỏ vô bao ấy. Mỹ á, ỷ tài, Mỹ kiếm tiền bạc, mặc áo được tốt đẹp lắm, có gian. Có gian ngồi chính giữa, ngồi chính giữa cái tàu vỏ trụ đó. Ta bơi chậm, nói nè, ta bơi lung nó sợ ướt. Thì Nga nói hả, mày chụp tích tao phải không? Dạ, cái dầm quýnh, quýnh thằng Mỹ dầm, Mỹ kim rồi tiêu cái chuyện đó. Thì bây giờ quý vị thấy thầy có đó điên không? Nó điên thiệt cái chứ.
Thì của tàu đổ âm ti, le le mắc kế dịch tàu, hay mày xuống nước tao nhào lên khô, mắc kế. Chỉ có tàu trừ nhật được thôi. Tại sao thầy tu mà thầy nói chuyện phước sự không? Nói với chúng con chứ thầy đâu dám nói với ai đâu. Phải không? Đó. Thành ra hôm nay đó, cái cuộc mà phim phốc này đó thầy không có đồng ý. Nói cuối cùng cho tất cả quý vị. Cho nên nó mới bị đủ thứ như thế này hết. Từ giờ phút này có chuyện gì hỏi thầy đồng ý thì nó sẽ suôn bề, mà không đồng ý thì nó sẽ trắc trở. Vì ba ông tướng ông chịu, ông không chịu. Ông sợ lộ hình lộ tướng ra đây rồi thầy không còn ở đây để gặp trò là ông bảo vệ thôi. Chứ thấy cái này là hay lắm rồi đó. Về cái ân vệ sinh, nhưng mà thầy có đem về ngay chỗ đó thì cũng bất khả xâm phạm. Đến ở đây là để cho coi rồi thì cất. Chỉ là ở đây được trong nội bộ mình thôi. Thầy kính xin và tha thiết thương yêu tất cả chúng con trong buổi cuối cùng, ráng nha. Thì về rồi mà thầy cho mật báo theo dõi đó, nghe không? Đừng mà báo lại cho thầy biết rằng những lời gì thầy dặn mà nếu sai thì thầy quăng dục. Thầy quăng dục đâu, thầy không có nói tới nữa. Quăng dục rồi đó. Mà nếu đạt được thì cho điểm cao. Để chi? Để chúng con lo tu hành cho thành chánh quả. Cái người mà liêm chính sau đây còn tồn tại, nó thiêu hết rồi được không? Thấy ôm nhau vậy trời ơi, khỏi nấu ăn, khỏi nấu uống gì. Ăn một miếng vậy là sống hoài, sau này ăn sống không có ăn chín đâu. Rồi cái người đã thưa thớt địa cầu rồi, nước nào cũng còn hết á, không có nước nào á. Nhưng mà có một cái nước thầy thấy sụp hết á. Nước nhỏ không lớn mà sụp hết. Còn chút đỉnh ngất ngư hết rồi. Còn đường cao miên sẽ tiêu. Mượn đường để qua giáo dân văn giáo máu tràn như sông, thì đoạn đường ấy bị chết không ngồi đầy lúc gốc lâm giờ khi đức thầy đã nói. Chúng phải thấy vậy mà mình là dễ ngươi hay là tư tưởng của mình như vậy, đừng rầm ban được, để che giấu, để giấu danh ẩn sĩ. Nếu mình có của mà mình phô trương ra nó cũng giật, mình có tài năng nó cũng cướp. Rồi linh hồn mình mà không có bảo vệ chặt chẽ, không có vững chắc rồi thì ma thần nó cướp bóc cái linh hồn mình. Nó chờ mình mới đau bụng mà nằm xuống vậy nó cướp liền. Ủa sao mới đau mà chết? Thì thầy biết, thầy không có nói được, có miệng mà câm đó. Mới nóng lạnh sơ sơ ngã xuống là nó chờ giờ mình đó. Ma bắt con mặt người ta suy di là nó tới liền cấp kỳ. Còn cái người tu đau 3 ngày 7 trọi 4 năm gì nó cũng dám lợi nữa. Bị cái người đó có cách gì, người ta đã gia trì gia hộ, người ta giữ gì hết. Thấy không? Đi công tác xa thì cũng như là lắm ra đâu có súng lớn yểm trợ, mà công tác gần thì cấp xe, cấp lính ít. Từ tướng thì cấp quan, là từ lính thì cấp khác. Đừng có sợ, đừng có cầu trời Phật chứng cho con, gia hộ giùm cho con, cầu chi cho mỏi miệng vậy. Không có cầu nữa, bãi bỏ cái sở nguyện cầu của mình đi. Tới đưa hương kính trời cộng Phật, Nam Mô Quan Thêm Bồ Tát hay Đức Thầy, rồi Hồ Đồ Bá Gia Bá Thánh. Đó là một cái chuyện mà mình đã mở đầu ra, có ân, có đức, có tình, có nghĩa. Không, chứ mình kêu Bồ Tát gia hộ con tôi ở ngoài kia, chồng tôi, vợ tôi ở ngoài kia, anh em tôi, là không nên. Không nên nói chuyện với tất cả các bậc vô hình hay là các cấp đẳng cấp cao hay là Phật Pháp mà bằng nói nhằm nhàm, không nên được, mang tội thêm. Cho nên ông sư ẻm nói là ổng đâu có mắc nợ ai mà kêu mà réo hoài hoài vậy dân. Nghe câu nói không? Thôi, cuối cùng thì thầy cũng xin chúc lành quý vị được có một phần phước báo. Và hôm nay Ngọc Sương thì cũng sáng đi làm rồi. Đáng lẽ chúng con phải ngâm, phải đêm nay cho rất là vui, nghe không? Nhưng mà bây giờ trong cái vui của mình đó, không phải là thích thoáng như thế này, mà vui ở bên trong. Cũng còn siêng năng nè, làm được việc nè, hạnh phúc gia đình. Toàn mình sửa đổi hiền lương mà nghe đi lần thì đã nói nha. Thầy chúc con rồi. Có cái gì chắc ẩn ý kiến muốn hỏi thầy không? Nha, thưa thầy, con cũng có một vài lời thanh minh về những điều mà thầy nói vừa qua đó. Nhiều khi người ta hiểu lầm, ta nói thầy bắt trước. Thầy cho con nói trong micro chút xíu. Chắc cũng vậy. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu có mặt hôm nay. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2011 Tân Mão. Thì trước đây
Đức Thầy có nói bài Lô Tô, mà bài Lô Tô đó như thế này nè. Cô Dung, Quỳnh Dung á, có hỏi gánh hát Bình Dương à, chừng nào ấy để mà mua vé đó, mở màn đó. Thì Thầy có cho bài Lô Tô, mà trong đó á, thì Thầy nói á, là sắp tới nó hả, là cái ôm cũng bể. Cái ôm cũng bể làm ta nhớ tới cái câu của ông Ba Thới đó, Phật khiến thình nào thình lình bể ôm á. Người ta nói nhiều khi nó bằng sĩ bắt chước ông Ba Thới à. Hồi xưa đó tôi giải, tôi nói bể ôm đó là bể diệm, tất nhiên là ông Ba Thới ám chỉ Tiên Triêu Ngô Đình Diệm chết, phải không? Bây giờ ông Ngô Đình Diệm đâu có nữa, chết mà nó bể ôm, thấy không? Cho nên ông Ba Thới ông nói như thế này nè: thánh nhân lời nói thiệt thà, lý xa muôn dặm nghĩa mà gần đây. Cái nghĩa đó, cái ôm thì ai không biết, để nấu cơm phải không? Làm bằng đất nung để nấu cơm thì ông Ba Thới cũng nói ôm, nhưng mà cái lý nó khác à. Còn bằng sĩ cũng nói bể ôm, nhưng mà cái lý khác à, không có giống đó. Thì hồi xưa tôi giải là thí dụ như nó bể diệm, còn bây giờ là giải khác, phải không? Thí dụ như nói bây giờ nói bể, bể cái gì đó, bể bình, bể chậu gì đó, ví dụ vậy đó. Nó có cái khác, lý xa muôn dặm đó. Nhiều khi tôi thanh minh về để nói làm sao, người trước nói, người sau cũng nói, nhưng mà cái lý nó khác, mỗi thời đại mỗi khác. Kính thưa Thầy, hồi trưa này con đọc lại, con nghe lại nhiều lần lắm, nói chết rồi. Cái lý này sâu quá, thành ra nãy giờ Thầy có nói thì con suy nghĩ cho con thanh minh chút xíu. Nhiều khi á, bạn nào ở đây nghĩ chắc Thầy mình bắt chước ông Ba Thới thì đây là lý sâu muôn dặm, nghĩa mà gần đây là vậy à. Kính thưa Thầy, sau đây là con xin dứt lời, kính chúc Thầy ngày mai Thầy trở về Việt Nam được an lành. Xin thưa Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy xin giải đáp cái ôm bể đó. Kỳ dân khơi lên, vô tình huynh trưởng kỳ dân khơi lên cái ôm mà sắp bể. Mà ôm khác, ôm khác, ôm khác. Chứ không phải là nhưng mà cái tiếng là cái ôm, nghĩ là thầy đã bắt trước bên đó. Nhưng mà có cái thầy lái qua cho khợi lên biết rằng đó là dòng tộc của Bụ Sơn. Có hiểu không? Bể cái ôm ha. Kỳ dân nghe thầy như vậy, thầy nhắc bể ôm nha không? Bể là việc người ôm vật chất, còn say mê tinh chất mặn nồng, bị đời hỗn loạn cuồng phong. Bể tâm, bể tánh, bể lòng còn đâu, ôm tiền của cao sâu chìm đắm, ôm sang vào chiếu gấm thiêu quang. Ngày nay rằng ánh ở phổ đà, thầy nói ôm đó vậy mà tưởng chưa, ôm vật chất sớm trưa không biết, ôm tới chết tới hết đời mà còn tiếc cứ ôm. Hôm nay thầy đã thu dòm, viết ra chữ ngữ viết dòm cho thanh. Ôm chi vậy rồi tranh giành chi vậy, cứ ôm hoài không có thấy chuyện trắng đen, làm cho mất đức nhiều phen. Ôm chầm rồi của cải ghét ghen hại mình. Thầy nói cái ôm nó khác nữa, thấy không? Mình ôm vật chất chứ nghe nó cái ôm kia phải không Ngọc Sướng? Thì có nhiều vị nó cãi không lại thầy đâu, thầy lái qua lái lại lái tới lái lui cho nên coi chừng kia dễ ngư rồi chết đó. Ôm vật chất có đúng không? Ôm vật chất cuồng phong hỗn loạn, ôm mãi hoài ôm trọn vào thân, ngày mai xuất hiện Phật thân. Con còn ôm của hồng trần làm sao? Phải đừng ôm đổi màu thay nhạt, bỏ xa qua đài cát cho rồi. Ôm chi
mất nắp bung nồi, ôm mãi đâu thấy con đôi hiền ra. Thầy dịch việc ra còn nhiều nữa, phải không? Thôi, như thế thì cũng đã xong. Sau này rỗi rảnh nó gió tạnh mưa ngừng nha, nước xuôi không chảy ngược, thầy đã về đây cùng đạo tâm sự một đêm trăng sao lấm lánh, thầy trò mình nên thơ. Sau này nếu mà thầy còn sống tại Thế Hội Quần Thiên Quy Nguyên Giáo Chủ tại tỉnh biên nhà bàn, chúng con về để dự hội, dự cái đại hội, chứ không phải là có nghĩa là con về thi đại học, chứ đâu có phải ở tại Việt Nam có Phật, mà ở đây không có Phật đâu. Chỗ nào cũng có Phật, có Chúa, có Thánh Ala, có Muhammad. Chúng con biết không, cả bầu trời này những ai có đạo là người ta tôn thờ chánh nghĩa của đạo người ta, của dòng tộc người ta, mình không bắt buộc. Tại sao không qua đạo mình, tại sao không nghe lời mình? Không phải vậy. Chúng con hiểu không? Thôi, thầy xin ngày mai thầy đã trở về Việt Nam, chúc lành hết tất cả chúng con ha. Thầy nói tới sáng cái chừng thôi, giờ giấc đã quá khuya rồi, nghe thầy giảng riết con không muốn về. Phải không? Vậy thôi, thầy xin kính chúc lành tất cả quý đồng đạo nha, mạnh giỏi nha, cố gắng để làm việc thiện, việc lành tốt nhất thôi.